bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Phải thực tập Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, soi thấy năm uẩn là không, vượt hết mọi khổ ách. Bốn câu trên bao hàm đạo lý tinh hoa của Bát Nhã Tâm Kinh. Nay lược giảng như sau. Quán Tự Tại. Quán tự tại nghĩa là hồi quan phản chiếu, tự quan sát xem mình có tự tại hay không tự tại. Nói cách khác là mình có ở đây hay là không có ở đây. Nếu như quý vị có mặt tại đây, thì tâm quý vị không hướng ra ngoài để tìm cầu, không theo đuổi nắm bắt các thứ duyên. Nếu như quý vị không tự tại, không ở tại đây, tức là tâm quý vị bị tán loạn, bị vọng tưởng chi phối rối bời, đến mức quý vị lâm vào một tình trạng khủng hoảng thần kinh. Hoặc tâm quý vị lúc nào cũng tìm cơ hội để khai thác cái người đem đồ đến cúng dường. Nếu có những loại tư tưởng như vậy, quý vị sẽ không tự tại. Bồ Tát. Còn như Bồ Tát thì trong mọi hành vi, đi hướng tới việc làm lợi ích cho chúng sanh, coi việc giúp ích chúng sanh là lẽ sống, là mục tiêu duy nhất của mình, tuyệt đối chẳng vì lợi ích riêng tư mà mưu cầu. Kẻ phàm phu thì suy tư ngược hẳn lại, chỉ muốn làm lợi ích cho chính ta, mà không biết làm việc phúc lợi cho người, bất kỳ là một công chuyện chi, trước tiên phải tính toán thử xem có lợi gì cho mình hay không, và khi thấy có lợi mới tích cực hành động. Đó chính là sự biểu hiện của lòng ích kỷ tự lợi. Bởi đâu mà thế giới chẳng được hòa bình, chính vì có lòng ích kỷ tự lợi. Quý vị tranh thì tôi đoạt lại, không có sự nhường nhịn lẫn nhau, từ đó mới đem tới chiến tranh, gây nên những cảnh nước mất nhà tan. Thực hành thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vị Bồ Tát này từ thời vô thủy đến nay, đời đời kiếp kiếp đều thực tập pháp thâm sâu này không có lúc nào gián đoạn. Thế nào là tu thâm sâu pháp Bát Nhã? Tức là, thứ nhất, không có tâm kiêu ngạo, bởi kiêu ngạo là ngu si. Thứ hai, không có tâm tự mãn, bởi tự mãn là ngu si. Thứ ba, thường có tâm hổ thẹn, tức là tàm quý. Không có tâm hổ thẹn, tức là ngu si. Thứ tư, không sanh tâm theo đuổi nắm bắt các duyên, tức là tâm phan duyên. Có tâm phan duyên là ngu si. Thứ năm, không sanh tâm sân hận, bởi có sân hận là ngu si. Thứ sáu, không sanh tâm điên đạo, bởi tâm điên đạo là tâm ngu si. Người tu đạo lấy sáu điều kiện tất yếu này làm thước đo. Sáu điều kiện đó là: thứ nhất là không kiêu ngạo, thứ hai không tự mạn, thứ ba biết tàm quý, thứ tư không phan duyên, thứ năm không sân hận, thứ sáu không điên đảo. Hầu có thể tự xét soi lại những hành động của chúng ta, xem có đúng với pháp hay không. Nếu hành động của ta phù hợp với pháp, đó là hành vi có trí huệ. Nếu không thích ứng với pháp, đó là hành vi ngu si. Cũng có thể nói rằng siêng năng tu giới định huệ, dập tắt tham sân si, đó là hành động có trí huệ. Không tu giới định huệ, không diệt tham sân si là ngu si. Trí huệ và ngu si khác nhau là ở những điểm đó. Phải thực hành thâm sâu pháp Bát Nhã mới có thể soi thấu 50 loại cảnh giới âm ma trong năm uẩn. Trong sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, mỗi uẩn đều có 10 loại âm ma. Nói một cách tổng quát thì có 50 loại âm ma. Nhưng nếu đi vô chi tiết của từng trường hợp một, thì còn có vô số vô lượng những cảnh giới khác nhau. Nếu người tu không cẩn thận, sẽ dễ bị lọt vào cạm bẫy của ma. Nói chung, hễ ai có tà tri tà kiến là bà con của ma. Những ai có chánh tri chánh kiến là quyến thuộc của Phật. Chỉ khi nào ta thực hành thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì ta sẽ nhận được rõ ràng cảnh giới ma và không còn bị ma lây chuyển. Khi thực hành như thế, ngoài khả năng soi thấu năm uẩn là không, ta còn vượt hết được mọi khổ ách. Tánh không của năm uẩn chính là chân không. Rằng chân không vô nhân ngã, đại đạo vô hình tướng, nghĩa là chân không không người không ta, đạo lớn không hình không tướng. Hết mọi khổ ách. Hết mọi khổ ách tức là nói tới các khổ trong ba thứ thiên tai, tám thứ khổ nạn, tức là tam tai bát nạn. Nếu ta dày công tôi luyện đúng theo đạo lý của Bát Nhã Tâm Kinh, thì ta có khả năng chế ngự được ma phong.
Thế nào là đạo lý của Bát Nhã Tâm Kinh? Đó là Bồ Tát Quán Tự Tại, khi thực hành thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, soi thấy năm uẩn là không, vượt hết mọi khổ ách. Thế nào là Bát Phong? Đó là tám món gồm khen, chế nhạo, khổ, vui, lợi, suy, phỉ báng và vinh dự. Tám ngọn gió này làm lay chuyển và quay cuồng những ai không đủ định lực, nay giảng sơ qua như sau. Thứ nhất, khen. Khen hay xưng tán. Nếu có người xưng tán mình một câu, mình cảm giác ngọt ngào y như ăn đường mật và cảm thấy thật thoải mái. Thứ hai, chế nhạo hay giễu cợt. Như các người chế giễu mình không thích, trong lòng rất khó chịu. Thứ ba, khổ. Đây là khổ não. Khi bị khổ não dày vò, hãy xem ta có nhẫn chịu được hay không. Thứ tư, vui. Vui hay cảm giác thích thú khoái lạc. Khi hưởng thụ vật chất, không nên lấy làm thỏa mãn đắc ý. Khi được sung sướng, hãy coi đó là một sự khảo nghiệm xem tâm ý của mình ra sao. Thứ năm, lợi. Đây là lợi ích. Được lợi ích, mình cảm thấy vừa ý, bị thiệt hại, mình cảm thấy buồn. Đó là sự biểu hiện của sự yếu kém định lực. Thứ sáu, suy. Suy nghĩa là thất bại. Dù gặp gian nan hay khó khăn, chúng ta không nao núng, có thất bại cũng không động tâm. Thứ bảy, phỉ báng. Ví dụ có người nói xấu hay lăng mạ mình coi chuyện đó như không có chi. Biến cố này tự nhiên lắng dịu xuống, cũng như gió yên sóng lặng. Thứ tám, vinh dự. Như có người xưng tán mình, truyền tụng tôn xưng mình cũng không nên dao động, chỉ nên coi các thứ công danh như phù vân. Tám loại gió này chính là pháp môn để khảo nghiệm tâm của người tu. Gặp thuận cảnh hay nghịch cảnh, tâm đều không động. Nếu động tâm, tức là tu trì chưa đúng mức, định lực còn yếu kém. Nếu không động tâm, thì người tu đã có công phu. Tuy nhiên, không nên tự mãn, tự tuyên truyền rằng, Bạc Phong thì cũng chẳng lay động ta, định lực của ta kiên cố, vĩ như kim cương. Vậy cũng không đúng nốt. Vào đời nhà Tống, có một vị cư sĩ là Tô Đông Pha đã từng nghiên cứu ít nhiều về Phật Pháp, nhưng công phu thiền định thì còn yếu kém. Tuy nhiên, ông cho rằng định lực của ông cũng đã khá khá. Có một hôm, nhân nguồn cảm hứng dào dạt, ông sáng tác bốn câu kệ như sau. Khế thủ, thiên trung thiên, hào quang, chiếu đại thiên, bát phong suy bất động, đoan tọa tự kim liên. Tạm dịch. Khấu đầu lạy Đức Phật, hào quang chiếu vũ trụ, tạm gió lây chẳng động, sen vàng ngồi ngay ngắn. Lúc đó, ông tự nghĩ rằng mình đã khai ngộ, nên muốn có sự ấn chứng của thiền sư Phật Ấn. Ông sai người qua sông mang bài kệ tới chùa Kim Sơn. Thiền sư xem qua liền phê bốn chữ, đánh dấm, ngay trên tờ giấy có bài kệ, rồi đưa cho thị giả mang về. Tô Đông Pha xem xong, lửa vô minh bốc cao lên ngùn ngụt, ông giận dữ nói, sao lại có chuyện này? Đây là bài kệ khai ngộ, bảo là đánh dấm nghĩa là gì? Nói rồi, ông đi qua sông kiếm thiền sư Phật Ấn để chẳng vắng. Chẳng về khi tới cổng chùa, thiền sư Phật Ấn đã đứng chờ sẵn, thấy ông đi tới thì cười lớn. Ồ, xin chào mừng đại học sĩ họ Tô, Bạc Phong không lây chuyển, nhưng lại bị cây dấm đẩy qua sông tới đây. Xin chào mừng! Hai ông chính là bạn thân thường vui đùa với nhau. Tô Đông Pha đương lúc cơn giận tràn hồng sắp sửa bùng nổ, nghe thiền sư nói mấy câu, xét lại thấy có lý, bèn nhận rằng công phu mình còn non nớt, nên hướng tới thiền sư lễ tạ. Kể từ đó, ông bỏ thoái khẩu đầu thiền. Thiền là thực hành chẳng phải nói suông, chỉ nói mà không làm được, đó là điều vô nghĩa. Ha ha ha,